cha tôi lìa xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con cúi đầu chỉ thấy đêm đen. Con cúi đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt. Khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con
lúc sinh thời cho đến tuổi cao. Ông sống giản dị chân tình, công tác xã hội, việc gia đình, ông đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Ông biết quan tâm đến mọi người, nên ông được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, ông là người cha mẫu mực, sống trọn đời với người vợ hiền thủy chung son sắt. Đối với con cháu xa gần, gái trai dâu rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận nền nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin ông 250 quy tòng tiên tổ, bà con lối xóm nghĩa khách gần xa đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc tạ và xin được cúi đầu đa tạ. Ông thương quý cháu con, gái trai dâu rể, nội ngoại chan hòa. Ông luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên ông, được nhìn ông hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Giờ khâm niệm nhập quan, với phong tục người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia, mãi mãi chia xa. Vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê. Cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Cha ơi cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu dã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi. Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đặng lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở, sầu thương khóc người. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc
lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên. Nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con, người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Cha ơi, cha có thấu chăng, cháu con khăn trắng ngang đầu, trong nhà trắng toát một màu khăn tang. Nhận khăn áo dạ bàng hoàng, nghĩa ân cố phụ ngập tràn lòng con. Xung quanh linh cữu ông lúc này là hàng chục thân nhân cùng con cháu, mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ, những đôi mắt lệ trào chát mặn nỗi lìa xa. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót trăm năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thắm thiết, chân thành con chỉ biết khóc trong thơ. Kính thưa ban tang lễ, thưa toàn thể gia quyến, được tin cụ quy tiên về với tiên tổ, đoàn chúng tôi đại diện cho lộ tộc họ Cao đang sinh sống tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, có lẽ hương thơm vòng hoa tươi đến kính tiếng ngưng hồi cụ và chia sẻ nỗi đau mất mát cùng toàn thể gia quyến. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Cao Văn Minh, đại diện cho nội tộc họ Cao tại thị trấn Ninh Giang lên dựng hương. Bắt đầu.
Cha ơi, khi hay tin cha đã qua đời quy tòng tiên tổ, thì bà con lối xóm, quý khách gần xa, sắp xếp trăm công ngàn việc mà không quản ngại đường xá xa xôi, và dành thời gian công sức đáng kể để thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần. Linh thiêng ở chốn gần xa, thấu trăng tình cảm mọi nhà viếng cha. Khói hương phảng phất hư không, xin ghi khắc lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bản đời bao tấm lòng. Tang quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Ôi giờ phút đau thương, xóm mạc họ hàng, anh em con cháu cùng bạn bè thân hữu xa gần, vươn nén tâm hương thành kính, lại càng thêm thấu nỗi buồn chia ly từ biệt. Vậy là khói tỏa ngàn mai, lung linh nến tỏ nhạc lòng bi thương. Mây trắng muôn thùa bao nỗi nhớ, nước sông trôi nhẹ nỗi niềm thương. Tình người bất hủ luôn tâm tưởng, ấm mãi lòng người đậm sắc hương. Kẻ ở người về bao nhung nhớ, bóng cha đâu đây khuất xa mở. Hội đồng hương thôn Vọng Thọ, xã Yên Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chúng tôi, là nơi cụ tham gia sinh hoạt. Nhận được tin cụ đã qua đời, mặc dù cụ đã được gia đình các con cháu tận tâm chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao bệnh trọng, cụ không qua khỏi, đã chút hơi thở cuối cùng về hai năm mươi về cùng tiên tổ. Ban lãnh đạo chúng tôi thay mặt bà con trong hội có nén nhang thơm, có chút lễ quà dâng lên kính vương hương hồn cụ trước lúc cụ đi xa, để tưởng nhớ và vĩnh biệt cụ, xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
thưa hương hồn của cao nguyên tấu, kính thưa gia đình nam chủ, kính thưa các thân tình, có biết rằng khi luật mong và tạo có sinh có tử, chân sự đa nghi bất mát của to lớn tập được như bước dài. Hôm nay chúng tôi những bài học từ con trai của Minh Luân, khóa học 6 năm 6 tháng, xin được thắp nén tâm hương và chia buồn với gia đình và quê hương cuối cùng một phút ngọt đẹp bắt đầu. Thank you.
Cha ơi, chúng con đâu còn được gặp dáng cha như xưa. Đau sẽ lòng con từ nay cội Nam cảnh Bắc, ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh. Tưởng bóng cha kính yêu thoáng hiện ngoài mảnh, tưởng dáng cha hiền đã về qua màn hương khói. Hiền mai nắng rọi vào ngẩn ra ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Bùi ngùi ngắm cảnh tuôn rơi nước mắt đôi hàng. Ôi thương ôi, trách cao xanh sao khéo hẹp hòi, cơ một chút đời sao mau mắn nhé. Các con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để phụng dưỡng cha, bỏ công ơn áo nặng cơm dày. Đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cám cảnh khi đầu tang tóc chế. Ai xui nên nỗi này, nỡ để con dày nhớ mãi mong. Đêm cuối cùng, ông nghỉ lại trong ngôi nhà với gia đình con cháu đã qua đi. Bình minh một ngày mới lại về. Tiếng chiêng tiếng trống của ban tang lễ vừa thong thả đổ hồi, như thông báo với cán bộ và nhân dân thôn làng giờ truy điệu và tiễn đưa ông ra nơi tĩnh địa. Sài Gòn thứ bảy Studio hân hạnh giới thiệu. Thank you.
đường lòng thành, vì người đã khuất nghĩa tình thân thương, hương trầm tỏa phát mùi thương, tỏ lòng thành kính dâng lên viếng người. Về chúc linh xà cổ hôm nay, nghi lễ dâng hương của đoàn kim nhạc Thành Tâm chúng con đến từ công ty quản lý công trình đô thị trung tâm tang lễ Hải Dương đã được chu phiên. Đoàn xin cầu chúc cho cụ được an nghỉ thanh thản nơi cõi vĩnh hằng, và đoàn xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. Chẳng hiền kính thương ơi, thế là cha đã xa đi, thế là cha đã xa rời cháu con. Từ nay cha mãi không còn, đau thương vô hạn mỏi mòn tình thân, đau lòng như có kim chân, làm trên sóng dưới đồng tâm ngập ngùi. Thế là từ nay con mất cha rồi, thế là từ nay con phải sống đời mồ côi. Cha hiền kính thương ơi, trên đường đời bao nỗi gian truân, con mới hiểu được rằng không đâu bằng bên cha bên mẹ. Dẫu có chiều tà hay bình phẳng, mà dẫu có đục cho con vẫn nhớ cội nguồn. Từ nơi đó con gọi là quê hương, nơi con đã cất tiếng khóc chào cuộc đời, đã được nghe tiếng ru ầu ơ của cha của mẹ, nơi đã thấm bao mồ hôi và nước mắt. Để đến ngày hôm nay chúng con đã khôn lớn trưởng thành, thật đúng là cậu cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước gợi gợi biển Đông. Chẳng hiền kính thương ơi, cha làm đó cho con có biết, để con cháu hôm nay về đây phải làm lẽ cúi đầu, đeo khăn tang thắt chặt tình huyết thống, để mang ơn người với nghĩa nặng tình sâu. Một nén hương thơm cho thi hài cha bớt lạnh, để căn nhà này còn ấm mãi tình thương. Trong giờ phút chia ly giữa người đi người ở, đội sơ hoa đến từ công ty quản lý công trình đô thị trung tâm tang lễ Hải Dương nay cũng trở về trước bài vị nơi thờ tổ. Cha hiền kính thương ơi, hai ngày này con kính tình cha, ân giữ dụng muôn đời không về xin. Nghĩ về cha khói hương lòng xa xiết, kính yêu người hồn hầu tựa linh hoan. Cha ơi, đắng thay cho đắng tay của cùng cuộc đời, nước cho khe nước chỉ có một nguồn. Tất cả anh chị em chúng con giờ này đây đông đủ, kính dâng lên người những cánh hoa lòng thương tiễn biệt cha yêu. Đây những cánh hoa lòng đang đứng chúng con dâng lên cha, cho tất cả tình yêu thương về cha mãi. Cha kính thương ơi, giờ này chúng con nghe tiếng đồng hồ kêu tít tắc, như con dao bào nát ruột gan, thời gian chỉ còn trong tấc gan, là chúng con phải tiến xa về nơi âm dưới. Trời mây mù giá lạnh phủ âm u, như thầm nhủ đến giờ phút vĩnh biệt. Cha ơi, dòng chữ buồn vô cùng thương tiếc, là những dòng lệ lăn dài trên khóe mắt chúng con. Đây chúng con dâng cha trọn tấm lòng son, cho tất cả tình yêu thương về cha mãi. Giờ này đây, xin mời tất cả các con các cháu của cụ, những ai có vài khăn tang trắng trên đầu, chúng ta cùng tề tựu về chúc linh cữu của cụ, cùng đoàn sông hoa, phát tâm mỗi người một linh một năm,
để cùng cầu nguyện cho phù về cõi vị thần được an giấc ngàn thu. Chào mừng đứng bên cha cảm xúc anh chị em chúng con cha chứ. Cha đâu rồi để chúng con được bờ vai. Kể từ đây chúng con mồ côi. Kể từ đây cha về dưới vào xa rồi. Giờ đây muôn cánh hoa về đây viếng thăm người. Nhìn hoa rơi thấy lòng con buồn người ơi. Và cha nay đã xa gần ơi. Từng vòng hoa cũng về viếng người hôm nay. Mà khăn tang tối tăm toàn khăn trắng trên đầu. Nhìn khăn tang thấy lòng con buồn người ơi. Dòng thời gian chẳng chừa một ai. Đời sinh tư tư sinh bây giờ cách xa. Người cha của chúng con giờ đây đã không còn. Nhìn huy bóng cũ cha đã dần rời xa. Nguyện cầu xin Đức Phật mười phương hào quang chiếu sáng dẫn đường cha của chúng con được về cõi Tây phương, về nơi nước Di Đà, để cho cha sớm được thoát vòng trầm luân. Giờ này đây xin mời tất cả các con các cháu của cụ chúng ta cùng tề tựu về chúc linh cữu của cụ cùng đại sân hoa phát tâm mỗi người một niệm một lai để cầu nguyện cho phù về cõi vĩnh hằng được an giấc ngàn thu qua bản nhạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô một ngày bao.
Nơi xứ trần còn lại lấm cỏ xanh, nhìn màu tang dầu dĩ phủ bao trùm, đã che khuất thương hồn cha nơi chín suối. Lúc này đây họ hàng nội ngoại, chỉ vì thân bằng bầu bạn nghĩa không sang, tiếng mõ cầu kinh của hàng hội các già, lời cầu siêu của sư thầy đưa tiễn, lâm khúc nhạc buồn làm ruột xé lòng đau. Về chúc nghi xả phủ hôm nay, nghi lễ dân hoa của đoàn kim nhạc thành công chúng con, đến từ công ty quản lý công trình đô thị, trung tâm tang lễ Hải Dương đã được chu viên. Đoàn xin cầu chúc cho cụ được an nghỉ thanh thản nơi cõi vĩnh hằng, và một lần nữa đoàn xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. Đại biểu đại diện cho các tổ chức, cơ quan nơi các con cháu của cụ đang lao động và công tác. Kính thưa các vị đại biểu thay mặt cho Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể của địa phương và khu phố. Kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Cao Nguyên Tấu qua thời gian lâm bệnh đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Song do bệnh trọng, sức yếu, cụ đã từ trần hồi 17 giờ 15 phút ngày 27 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 17 tháng 12 năm Quý Mão. Cụ hưởng phúc thọ 99 tuổi. Cùng ra đi là mất mát lớn đối với gia đình, con cháu, họ hàng, nội ngoại. Thay mặt ban tổ chức tang lễ khu phố, xin có lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cùng tang quyến. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 2 lên đặt vòng hoa và thắp hương kính viếng. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thị Liên, trưởng ban công tác mặt trận,
lên thắp hương tiến tiến. Xin kính mời ông Phạm Ngọc Vĩnh, chi hội trưởng người cao tuổi, lên đặt bảo thọ thắp hương kính viếng. Xin kính mời đồng chí Đào Mạnh Trường, chi hội trưởng cựu chiến binh, lên thắp hương kính viếng. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Khánh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, lên thắp hương kính viếng. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Mỹ, chi hội trưởng nông dân, lên thắp hương kính viếng. Xin kính mời bà Đỗ Thị Hà, tổ trưởng nhân dân tổ 4, lên thắp hương kính viếng. Mời đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 2, lên đọc lời chia buồn. Kính thưa tôn hồn, cụ cao nguyên tấu, hội viên người cao tuổi, công dân tổ 4, khu phố 2, kính thưa gia đình cùng tang quyến, kính thưa bà con họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, bà con xóm phố, bạn bè thân hữu với gia đình nhà Hiếu. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho các tổ chức, cơ quan, nơi các con, cháu của cụ đang lao động và công tác. Kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể của địa phương và khu phố. Kính thưa toàn thể bà con tham dự buổi lễ. Cụ cao nguyên tấu qua một thời gian ốm bệnh đã nhận được sự chăm sóc tận tình của gia đình, con cháu, họ hàng nội ngoại. Song do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 17:15 ngày 27/1/2024, tức ngày 17/2/12 năm Quý Mão, hưởng phúc lộc thọ 99 tuổi. Sự ra đi của cụ là mất mát rất lớn, mất chỗ dựa tinh thần đối với gia đình, con cháu, họ hàng nội ngoại. Thay mặt ban tang lễ khu phố, xin chia sẻ sâu sắc đối với gia đình cùng với bà con có mặt tại đây, trang trọng tổ chức lễ tang đưa tiễn cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa bà con, cụ cao nguyên tấu sinh ngày 19/2/1926, quê quán thôn Vạn Thọ, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trú quán tại số 38 đường Lê Thanh Nghị, tổ 4 khu 2, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Sinh ra lớn lên trong một gia đình có nghề làm mộc. Sau khi lớn lên là một người có sức khỏe, nhanh nhẹn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cụ đã tham gia vào lực lượng dân quân du kích ở tại quê, theo khẩu hiệu của cụ Hồ của Việt Minh, vừa kháng chiến vừa kiên quốc. Cùng với bà con bám trụ rào làng kháng chiến chống thực dân phong kiến. Năm 1954, sau khi hòa bình đem lại, cụ đã cùng với gia đình phiêu giản làm ăn và lập nghiệp tại đất Linh Giang. Với truyền thống nghề mộc, lại là người khéo tay, thuộc tốt thợ lành nghề, nghe theo tiếng gọi cô đảng của bác Hồ với hai nhiệm vụ cần thực hiện lúc đó, đó là toàn dân tích cực tham gia lao động sản xuất, vừa xây dựng đất nước,
vừa kiên quyết đấu tranh thống nhất tổ quốc Bắc Nam một nhà. Cụ đã tham gia vào lực lượng thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia xây dựng nhà máy xanh Linh Giang, nhà máy xanh Yên Mỹ Hưng Yên do nước bạn Trung Quốc xã hội chủ nghĩa giúp đỡ. Sau đó là công ty kiến trúc Hồng Quảng thuộc tỉnh Quảng Ninh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các công trình trên, năm 1962 trở về địa phương, cụ lại cùng một số bà con có tay nghề, góp của, góp công là những người tiền nhiệm thành lập xây dựng Liên hợp tác xã Mộc Dân Dục 19 tháng 5 huyện Linh Giang và thường xuyên làm trong ban quản lý hợp tác xã. Trải qua hơn 2 năm xây dựng và phát triển, cụ đã góp phần nhỏ của mình cùng với anh chị em công nhân hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch của hợp tác xã của huyện giao cho, với nhiều sản phẩm Mộc Dân Dục đảm bảo có chất lượng, phục vụ tốt cho nhà nước, cho huyện và cho bà con nhân dân quanh vùng. Với tinh thần trách nhiệm cao, cần cù trong lao động sản xuất, nhiều năm cụ được ban quản lý và bà con bình bầu là cá nhân tiên tiến. Những năm sau đó, do cơ chế thay đổi, mô hình hợp tác xã cũng tự giải thể. Năm 1982, cụ được hưởng chế độ một lần, tiếp tục về xây dựng kinh tế trong gia đình. Về gia đình, năm 1947, cụ xây dựng với cụ bà là Nguyễn Thị Quyên, người ở cùng quê, sinh hạ được 5 người con, 3 gái, 2 trai, với 6 cháu nội ngoại, 8 chắc. Cuộc sống gia đình lúc thuận lợi hay lúc khó khăn, với cụ luôn tròn vai là người chồng, người cha, là trụ cột hết lòng vì gia đình, vợ con, luôn quyết đoán trong mọi việc, chung vai cùng nhau nuôi dạy con cái khôn lớn và trưởng thành. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, tháng 2 năm 1975, được sự động viên của cụ và gia đình, người con trai thứ hai là anh Cao Xuân Hùng đã vui vẻ lên đường nhập ngũ, trở thành quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Hiện nay là sĩ quan trung cấp, là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Ngoài ra, các gia đình, con cháu của cụ đều cơ bản ổn định, kinh tế phát triển. Nhiều cháu của cụ học hành đỗ đạt cao, xứng đáng với truyền thống hiếu học của gia đình để trở thành lớp người mới phục vụ cho quê hương, cho đất nước. Những năm gần đây, khi tuổi đã cao, sức đã yếu, chỉ quay quần trong nhà, song cụ vẫn thường xuyên động viên con cháu của mình luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, quy định của địa phương và khu phố. Kính thưa cơ hồn cụ Cao Nguyên Tấu, qua 99 năm trải nghiệm cuộc đời, được sống qua nhiều chế độ, được chứng kiến nhiều thăng trầm đổi thay của quê hương, của đất nước, được tốt đẹp như ngày hôm nay với cụ là những người rất hiếm. Suốt chặng đường dài, trước lúc đi xa, gia tài vật chất của cụ để lại cho các con, các cháu không có nhiều. Nhưng cái giá trị lớn nhất cụ để lại đó là cái tính đức độ, cung cách làm ăn, ứng xử trong ngoài. Cái phúc đức lớn ấy thực sự là tấm gương cho các con, các cháu học tập và noi theo. Để rồi hôm nay tiếp thu cái truyền thống của gia đình, các con cháu của cụ đã biết phát huy, đã vươn lên thành đạt, phát triển không ngừng, cũng là cái sự báo đáp lòng mong mỏi của cụ khi về nơi chín suối. Hôm nay giờ này cụ đã trở thành người thiên cổ, toàn thể người cao tuổi không còn được sinh hoạt với một người hội viên đoàn kết chân thành. Khu phố chúng tôi mất đi một công dân tốt, nhớ thương cụ, chia sẻ mất mát với gia đình. Đoàn đại biểu chúng tôi cùng với bà con có mặt tại đây xin thắp nén tâm hương, dâng vòng hoa tang, kính viếng hương hồn cụ, cùng nhau tiễn đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân thị trấn Linh Giang. Để tưởng nhớ tới người đã khuất, đề nghị mọi người dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
đại diện gia đình lên đáp từ. Kính thưa các quý vị đại diện cho các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, bà con lối xóm, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa. Bố tôi là ông Cao Nguyên Tấu. Do tuổi cao sức yếu, bệnh cặp, mặc dù các con đã hết lòng cậy nhờ bác sĩ cũng như đầu tư thuốc thang để cứu chữa, nhưng sức tàn thực hiện tuổi cao, cụ đã từ giã khỏi trần này để về với thiên cổ vào hồi 17:15 ngày 27 tháng 1, tức ngày 17 tháng 3 năm Quý Mão, cụ hưởng thượng thọ 99 tuổi. Trong giờ phút đau thương, thay mặt gia đình tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn lời cảm tạ đến các quý vị, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, ban ngành, các con cháu, công tác gần xa, bạn bè, thân bằng cố hữu, bà con lối xóm khu phố 2, chi bộ, ban đại diện, ban công tác mặt trận khu phố 2, các gia đình thông gia liên gia đã đến thăm hỏi, động viên, phúng viếng và giờ đây là làm lễ đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia rất là bối rối, gia đình không tránh khỏi rất những là kiên quyết. Rất mong tất cả mọi người hãy mở lòng lượng thứ và cảm thông cho gia đình chúng tôi. Giờ thiêng đã đến, thay mặt ban tổ chức tang lễ và gia đình, xin cảm ơn các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã đến chia buồn, cúng viếng, đưa tiễn cụ Cao Nguyên Tấu về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi tuyên bố lễ cất đám bắt đầu. Kể từ đây, ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con, với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Đến với lễ tang ông hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết,
bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với Tam Quyến như một nhà, thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng ông lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc yếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, vang vọng một vùng quê dạo dực trong tim, rung động lòng người. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ, đối, chướng đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa ông về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu mưa sớm. Thời gian năm tháng rồi sẽ qua đi, nhiều sự việc rồi sẽ đưa vào quên lãng. Nhưng chắc rằng con cháu của ông sẽ còn nhớ mãi sự việc diễn ra trong ngày tang lễ. Một ngày tiễn cha đi xa, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cứ như sắp đặt của trời, tang gia bối rối, có người bảo ban lo cho mọi việc chu toàn. Biết bao tình cảm chứa chan tình đời. Lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Chướng cờ bay đón gió đồng, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Đất trời an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Cha đau trời đất nổi giông, cha đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Con như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn cha già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Một vùng thơm thảo hương bay đất lành, từ đây khắp một chữ danh, người xưa đã thành cổ nhân mất rồi.
thay mặt cho gia đình chúng tôi gửi lời vô cùng biết ơn tất cả bà con, cơ quan ban ngành đã tổ chức lễ viếng tiễn đưa bố ông cụ của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Rất cảm ơn tất cả mọi người và cũng rất mong mọi người mở lòng lượng thứ những gì còn sai sót. Rất cảm ơn. Như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Thank you.
trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cây con. Yêu ơi con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những đứng lại trước mồ cha hoa phủ, không thể tin rằng đã mất cha. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi cha hoài sao cha vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng xanh thẳm cũng đau lòng. Trước cảnh cha tôi lìa dương thế, mây sầu giỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi cha ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá cha ơi thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Nuốt lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi cha ơi. Cha ơi, cha suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con cha thức trắng đêm trường, vì nội ngoại cha hy sinh tất cả.
cha ơi, sao cha đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất 9 tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn thấy nữa. Cha ơi, cha đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Nhưng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Cha ơi, con vội chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha buồn rầu, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lượng thứ. Sing.